Chào mọi người đã trở lại channel mình à. Thì hôm nay á, mình sẽ trở lại với lại ai. Nhưng mà đang cầm ở trong tay cái đó chính là cây Bisendo mọi người. Cây này là cây vũ khí của râu trắng. Nhưng mà mình chưa kích hoạt được cái vũ khí râu trắng nên thành ra là nó chưa có kỹ năng gì hết á. Đây nè, cái kiếm này nó không thể không mà chém ra được cái kỹ năng của như là cây Bisendo của râu trắng. Nó chém vậy thôi mà có hai cây. Thì một cây là hiệu ứng trời, nó biết chở chiêu gì. Hiệu ứng của Haki Bá Dương. Cái gì ghê, cái gì gầm vậy? Trời, bên đây có nhiều người cho mình test nè. Cái này dùng một cái kiểu quýnh ra cái hiệu ứng Haki Bá Dương á. Trời, nhìn nè, nhìn nè. Đợi xíu nè. Trời ơi, yếu à, Mr. One nè. Mr. Bob nè, đây. Trời, nó đá là 3 chiêu luôn. Rồi, nói chung là đi rồi đó, Nè, hải quân nè, cái này là captain nè các bạn. Rồi, không thể nào chịu nổi được cái chiêu này của mình. Đó, chiêu này cực kỳ khủng luôn. Hồi nãy cái hiện Haki Bá Dương sao giờ không hiện nữa ta? Cái này phải dùng cái cây này hả? Đâu? Hả? Có đuôi nữa. Từ cá hả? À đúng rồi, này hình như ở đảo thằng này là người cá hay sao á? Cá? Biết lạ quá. Bây giờ mình đi đâu ra? Tự giết đốt vô biển cái đã. Rồi mình mới thì đâu chẳng. Ê, không biết là một mới giết nó xong mà. Ui, nó quýnh nó combo ghê chứ kìa. Thằng này thuộc dạng combo. Trời, đúng nhanh luôn các bạn nhìn kìa. Ôi, nó combo đúng lẹ luôn kìa. Không chém được nha, chém nó cứng như sắt luôn nè các bạn thấy không. Nhưng mà chém chiêu thì nó trời, phải dùng cái Haki Bá Dương này ra đã, nó mới hiện Haki. Trời, nhưng mà Haki Bá Dương cái nó chết ảo kìa trời. Ôi, có áo tràng của Mr. Bột các bạn. Nó mất không hiểu. Không hiện cái kỹ năng Haki Bá Dương nữa rồi. Sao nhiều quá hết vậy? Hình như vậy sao? Sao giờ nó hết ra cái Haki Bá Dương như hồi nãy rồi. Ủa giờ nó không ra như hồi nãy, nãy mình dùng nó ra. Nó này nó ra lại nè. Nè nè. Đó giờ có Haki Bá Dương rồi nè. Đó. Strong coi. Đó, chém gì mới đúng đúng. Được rồi, qua giết nốt mấy con vô biển luôn đi. Rồi mình sẽ đi tìm cái tàu của râu trắng các bạn ơi. Đây rồi. Con. Chụp đi cho nó đó. Ơi cái này cao quá không bánh. Rồi, tao phải qua là chi ti diện vô biển thôi, lần này nó rớt cái rương hôm trước nó bị lỗi. Gọi luôn, ướt nước nữa rồi. Cái gì hải quân? Đây, cái thiệt đắm hay rồi. Mình phải xuống đây mình tiêu diệt cái con vô biển lần nữa thôi. Ủa, nó dưới nước nó. Rồi, dùng kiếm thì chắc được. Ui, ơi buồn. Mọi người thấy không, có hai cái bài dương rồi. Ôi chém nước nó bằng băng nó dịch đại. Ui, con vô biển này nó dễ chịu đựng được nổi, xong chém rồi. Rồi một con lên dĩa. Lặn nước coi có rương không. Ôi không có rương các bạn ơi. Rồi đúng mà chán thì chứ không có rương, nhưng mà thôi kệ luôn. Lỡ rồi, đi tiêu diệt hết mấy con kia luôn các bạn ơi. Giết mấy con này kinh nghiệm được nhiều lắm. Mỗi lần mình thoát ra vô lại á, là con này nó hồi sinh các bạn. Đây là kiểu như là cái vùng biển của nó hay sao. Dưới đây mình không thể dùng kỹ năng luôn. Rồi khó rồi, dưới đây chỉ quýnh tay được thôi, không dùng kỹ năng. À có cách dùng rồi. Thì đứng bờ quýnh cái rồi sẽ dùng kỹ năng. Dùng cái Pistol 2 bay lên, ui, bay lên. Ừ.
nó quýnh mình, giúp mình bay lên được rồi nè. Thì diệt ba con chữ biển luôn, đúng nó không có anh phụ hết. Trời, chiến thắng chữ biển mới đã. U chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Rồi, không có cái rương gì hết. Rồi, còn một con nữa. Trời, mình ngu quá, mình ra với mấy con này nè, kinh nghiệm mới nhiều. Mình giết một con nữa, giết một con nữa, còn một con nữa. Giết một con cấp quá trời luôn á. À, bên kia chỉ có thằng Melo Bi các bạn ơi. Rồi, còn một con cuối cùng nữa. Bây giờ khó quá, giờ mình phải vô đất liền, mình dùng cái bô mình bay qua bên kia thôi. Chứ giờ ở dưới biển đi nhìn như rùa bò. Ê, bay được đó, may quá. Ôi, mới là bay xong nó đơ luôn các bạn. Lửa mà dưới nước nó cũng đơ luôn. Lên lên, trời ơi, chân nó rút à. Rồi, ok, cho hồi là cái bô. Đây rồi, cuối cùng nó bay được rồi. Mình dùng chiêu sau là mình sẽ không dùng cái bô được cả thật. Rồi, tiêu diệt nốt khứa này luôn. Thấy á, mà bốn khu biển nè, ui. Rồi, con khứa vô biển ra. Ê, vô biển nó quýnh ra, nó trốn luôn rồi. Vô biển nó núp luôn rồi. À, đây rồi, đây rồi. Dám núp hả? Mày há bưởi, nấp hả, nấp hả, nấp hả. Rồi đến cảng là mình vô địch rồi, bây giờ chắc 10 con đi bưởi. Ê sao này, cái này trâu à. Mày há bưởi, ăn cái đòn của ta đi. Phải dùng cái kiếp, cái chiêu này mọi người ạ. Cái chiêu kia quýt không hại. Lại trốn rồi, đâu rồi. À chết queo rồi, chết queo rồi. Ui trời ơi, bơi đang bơi qua rồi. Bị rớt nước dưới chừng cái này. Tại vì cái hệ lôi da nó vậy. Đây rồi, mày là mình. Đau lắm, ôi. Mày có dám quỷ thì dám chơi tao hả? Trời, một đòn đi luôn các bạn ơi. Được rồi, bây giờ các bạn đi bay đi tìm cái thuyền của râu trắng thôi. Tìm thuyền râu trắng thì bọn mình sẽ vô đánh cái bài râu trắng và mình sẽ lấy được cát quỷ của râu trắng. Sau đó thì mình sẽ kích hoạt được cái hệ thống chiêu của cái cây Bisetto này nè. Cái loại cây gọi là cây Bisetto chứ không phải là pin. Cái đọc lộn. Rồi, hay là giờ lấy thuyền đi nha. Không, ok. Bây giờ mình sẽ dùng Gatbo mình đi tìm luôn. Bữa mình đi, mình bay qua cái vùng biển này, mình nhớ là mình có gặp thuyền râu trắng luôn. Quýnh mấy con kia ra gì bởi tôi quýnh ai xe cũng rớt ra quýnh ai. Ê có thằng thằng này nghe nói là nó không sợ, nghe nói thằng bất ghi thì nó không sợ kiếm mà sao mình chém nó thốn chứ. Hơi sai nha. Tao đây Nemo C đâu rồi, đây trời ơi, này gọi hải quân tới luôn chứ gọi điện gì. Cái này là gọi thẳng hải quân tới luôn nè. Bữa ta có cái của thằng A nè. Cái A dùng alo, tiền. Alo. Bữa ta lấy cái của thằng A nè. Rồi, cái này là gọi Berlin tới luôn hết chưa? Bữa chiều gì hết nó tới mớ nè. Đứng đúng dùng cái này. Xài hồi cái mấy cái này nó hết Haki luôn. Hô nước như vậy để dùng nổi các bạn ơi, ảo không? Rồi, nó đi tìm cái tàu nó ơi. Tìm tàu râu trắng nha, tìm tàu râu trắng nha. Trời ơi, cái tàu cái vui. Giúp Strong. Rồi đó, ra hạt quỳnh nghe tiếng hai kia bái dương này rồi đó. Cái tàu râu trắng cái tàu tên gì ta? Thuyền ui bên đây có à cái nhà hôm bữa kìa, cái nhà tàu hôm bữa giống đảo ít bom chứ vậy. Cái này là hình cái bánh kem nè các bạn, rất là giống luôn.
Trời ơi, một chén chết hết một con yêu. Quá ghê gớm. Trời ơi, bay màu thành các chẳng luôn các bạn. Bọn này đông lắm nha. Đột nhập nhà mình đông. Ôi ôi, nè mùi thấy không? Rụng chết luôn. Ok, thử coi vật may coi tìm được thêm cái gì không? Này này. Trời ơi, mình tiêu diệt cũng hết luôn cái này luôn rồi. Quýnh lên tập trên. Ui, đi hết luôn rồi, đi hết luôn rồi. Trời ơi, đột nhập vô cái tầng sách mà ồ ghê, nó quýnh lộn bên kia y xà leo luôn kìa. Rồi mình vô đây làm mấy tầng làm cái đi hết luôn. Mình sẽ lựa mấy cái rương vàng thôi. Cộng thêm hai cây bá dương nữa lấy gì không bá. Rồi mình sẽ lên tầng trên nha. Tòa này quýnh luôn nè, tôi quýnh cái tòa này hết trơn rồi. Ui, Sparker. Rồi, mình lại phát hiện một cái tàu hải quân cực kỳ bự nữa nè. Rồi, cái thuyền Marine đúng bự luôn nè. Rồi, núp tìm chưa ra tàu nữa, toàn tàu hải quân không à. Vô đây mình tiêu diệt hết hải quân cũng được. Dùng cái tàu này. Cho nằm để kiếm luôn, mình để gỗ luôn nghe. Hải quân bây giờ đối với mình là một cái đi hết, chém xuyên địa hình luôn. Kim cương vàng bạc. Thôi, không rơi trái quỷ nữa hả? Toàn tàu thường không? Rồi lâu lâu nó là lâu lâu nó sẽ bị rớt dưới ta. Lâu đang bay nó kêu bị rớt dưới. Ôi, lại con tàu kia nó kìa. Ủa tính là mình quay lại hả ta? Nên đi lộn hướng rồi, lộn hướng rồi, lộn hướng rồi. Cho nên mình cứ đứng mặt nước 2 giây. Bay. Nhảy được 2 cái xong quay hết được nhảy. Hết bô thì mình lấy nhiều mà sao kỳ nha. Đó, lâu đi bay được. Trời ơi, mình phải cái có nó có phải thời gian trời sao á. Không thể bay liên tục trên biển được các bạn ơi. Bay từ từ vậy thì được nè, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi skill khác thì mình có thể bay skill đi này đi khắp đảo được luôn. Tìm hoài không ra, những lần này thì mình tìm được một cái thứ khủng khiếp hơn mà ở trong phim thì cái chỗ này thì không thể nào mà thiếu được, đó chính là bắt Alan bắt các bạn ơi. Đây mình tìm được, chưa tìm được cái chỗ râu trắng mà nhưng mà tìm được đó chính là công viên của Alan ơi. Chắc mình bị tập rồi. Mẹ ta tìm được công viên của A Long rồi nè. Không có Koga mày nữa. Sẵn tiện là cho Koga lên đường luôn đây chứ. Nó bị lỗi hình ảnh các bạn. Ơi nó bị mất map luôn kìa. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Lên, lên đây, lên đây. Ui, to lắm. Nhìn hơi bị ngầu luôn. Trời ơi, rất tiêu rồi. Trời đẹp lắm luôn. Công viên Hạ Long nhìn đúng xịn luôn. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Nhìn các bạn ơi. Nhìn hơi bị đỉnh luôn nè. Wow. Hạ Long bắt đúng xịn luôn. Ê, vẫn có quả kìa. Ê, tính ra là trong đây vẫn có chưa hết Hạ Long cầm kiếm để chơi mình các bạn. Hạ Long đúng là không biết lượng sức mình khi mà giờ đang đối đầu không phải là Luffy mà chính là A mọi người ạ. Đã sở hữu trái ác quỷ A rồi các bạn. Đây, được rồi, để mình vô mình, wow. Mình gặp băng hải tặc của thằng A Long coi. Để coi băng A Long. Trời ơi, đúng đúng chọn bộ băng hải tặc A Long luôn. Ơi, Smoker đúng là đi rình theo kìa. Smoker đây trời. Trời, nấp tiêu diệt Smoker đây. Ôi trời, nấp chơi tiêu chiêu kìa mọi người. Gồm hết tiêu đi nấp.
có Hà Kỳ nó cầm cái cây của ổng là cây có cái cây trời ơi ôi chưa gì chú đẹp ra ôi chết chưa trời quýnh thường làm gì A Long quýnh Hello Da đâu được mọi người lúc này A Long không thể dùng Hello Da mà quýnh mình được là hình như là có hai phiên bản A Long hay sao á có một phiên bản A Long các bạn ơi ủa A Long nó mất tiêu rồi ở quýnh quýnh mình được chứ nước các bạn rồi đây là biệt đội của A Long nè đây nè Hachi trong đây gọi là Hachan Kurubi và Chiu mấy thằng khứa rồi không dám quýnh mình các bạn ơi gần như là để chất này cho mình đi rồi bây giờ chất này là của mình chứ giờ dám gì dám đụng yếu quá là yếu được rồi tiện đưa mấy thằng này vô lấy kho báo đó các bạn rồi tiêu diệt hết luôn băng A Long A Long từ từ để mình coi coi rồi để nó mới vô trên tầng cao nhất như có đồ hay sao được rồi sẵn tiện đợi anh A Long bơi lên trên cạn đã mình sẽ cho A Long ui mình thấy xung quanh của A Long rất là nhiều chấm đỏ mà sao mình tới đây không thấy có giật nhiều vậy lên trên cạn đi A Long ơi để A Long lên đây thử cây biển sinh đồ của mình để chắc chịu cũng được vài hit đi trời một chém cái này là chịu không nổi rồi bây giờ mình cảm giác mình mạnh quá thành ra A Long bây giờ không phải là đối thủ của mình nữa các bạn ơi rồi A Long chết kìa mọi người Sadriller rồi nó té lấy mình dùng phải dùng gumu mình dùng cái chiêu chân dầm mà nát cái tòa thành của A Long rồi xuất tiền lên trên tầng cao nhất rồi có cái gì không nào thường tầng cao nhất sẽ có cái đồ rất là xịn nhưng mà là làm cái map A Long đỉnh đi các bạn đúng rồi trên đây rương vàng nè chính xác trên đây là rương vàng để coi rương vàng mở được cái gì tàn kim cương không mà các bạn ơi tầng trên cùng nè tầng trên có giường không à gọi là bán đồ của Nami nữa thành ra là không có gì luôn toàn là bán đồ không các bạn ơi nè toàn là map không mà đây là cái nơi mà bán đồ thành ra là công viên A Long tầng trên thì toàn bán đồ như là thứ rất là quý giá trên đường cái đảo này của đảo kinh tế thực sự luôn đảo A Long đúng là xịn luôn á nhưng mà A Long bây giờ không phải đối thủ của mình rồi thôi rồi cuộc hành trình tiếp theo vẫn phải đi tìm à dưới đây có cái tàu ui có con này là con ở trong trên đảo của thằng Doflamingo chúng ta cái con bò cá bò nè rồi thêm một con vô biển nữa ui ghê mình xuống nó cắn mà luôn các bạn nhìn nè bây giờ nó phải đối thủ mà đâu nè 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 quá trời luôn nè mấy con cá biển nè nó cắn mình đơ luôn người luôn ủa cá bò đúng cắn anh kìa trời tao sẽ làm mày cá bò chiên nước mắm luôn, chiên muối ớt luôn. Rồi cho biết thế nào là mùi lễ độ. Mày hả bưởi, chết chưa? Bò biển của thằng A Long á, đẹp lắm. Mày hả bưởi. Chém hết, nè thì là thì của thằng Lao. À đúng rồi, để có cái thì này trời nó quýnh mình một cái mình đi không nổi luôn mình đã đi chậm dưới nước của biển cá bò nó quýnh cá đi vệ sinh luôn mày hả bưởi đừng quýnh tao nữa hả thì có con lao tôi vô thấy lao không rồi để vô coi không di chuyển được đậu xanh mình bị quýnh cá bò quá thành ra di chuyển không được thiền cái bác sĩ lao phải vô thiền coi à không vô được các bạn ơi phải có thằng lao nó rum kìa hình như chưa rum có thằng lao từ 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 đừng giết nó nha rồi rồi thấy chiều của nó rồi nè cho mấy con bạn thấy nào mà thấy cái chiều của thằng lao chưa rum mà cho mày có rương lại phải đập cửa kính
mà lượm được cái gì á, cái cây rút gì đó. Buồn lao nãy vô vô cái nó thì mấy cái vòng lên mà ta hay nó giết luôn lao rồi. Ồ, dưới đi Cái này hết. đường xuống đường ngầm đường hầm đúng không? Nhưng mình cứ bị bay lên hoài à, không xuống được. Ở dưới đẹp đúng không? Không xuống được. Bỏ đi, không biết làm. Nó không kiếm được gì ngoài đồ xịn à? Thì ngưng làm mà đáng này phải có thủy thủ của nó đây chứ. Trời, nó vô lút đồ luôn á. Tầng 2 coi như thế nào. Để mình vô tầng 2 coi. Ê, lao sao không xuất hiện ở đây nhỉ? Thường là mình vô nó sẽ xuất hiện cái băng hải tặc của con lao luôn. Nãy mình vô nãy thấy nó vô thấy nó hiện ra cái vòng của vòng rum của thằng lao mà cái vòng rum mà xanh 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 á, hay là mày đập nó chết mất tiêu rồi. Cây rocket xì gà nè, cây rocket là cái gì ta, hình như là mấy cái rương hay sao á. Thôi, sẵn tiện ngày qua tiêu diệt nốt hải quân luôn, ném nút ở đây rình rình để qua bắt tàu thằng Lao nè. Vậy nào, vẫn không thấy được chưa tìm ra được tàu râu trắng các bạn ơi, tàu râu trắng đẹp lắm. Đây sẵn tiện mình vô mình sẽ cân luôn cái đảo này. Trời, đi hết trơn luôn rồi. Rất tiếc. Mình phải tiêu diệt hết hai quân vì mình là hải tặc mà. Trời, cái công việc A Long đúng đẹp các bạn. Ui rồi, cá tiếp. Đảo người cá. Nhưng mà trong này không có đảo người cá đâu. Ở dưới nước. Đảo người cá là ở dưới nước. Trong này không dùng được năng lực của thằng ở dưới nước đâu dùng đâu. Thôi được rồi, để bữa sau đi mình sẽ tranh thủ mình sẽ đi tìm trước cái map của thằng cái tọa độ của râu trắng mà người thầu cái tàu của ông râu trắng mọi người. Chứ bây giờ tìm cái tàu râu trắng thì rất là lâu, rất là khó luôn, nhưng không ra được, nãy tìm rất là lâu rồi. Tìm không ra được cái đảo của râu trắng. Ơi, bên đây. Ui. Cái mà thôn kìa. Rồi đi vô cắn lén rồi được không? Có hai cái ui trời nó đập mình luôn rồi. Ui trời ơi. Mổ này Dương ơi. Có kiếm đúng không? Bây giờ mình cũng đâu yếu đâu. Qua đây, bắn lên đi quay. Ấy cha. Chưa kích hoạt được cái pistol. Nó dí ghê quá rồi, đổi chiêu các bạn ơi. Mình sẽ dùng dùng này ra, dùng kỹ năng cuốn ai tiêu diệt cái ô tô. Rồi, đây rồi. Ấy da, chưa giết gì nó quýnh mình rồi kìa. Xạo ke hả, đâu rồi? Cú đấm lửa, trời đấm vừa che cánh nghe coi. Tuy nhiên cú đấm lửa. Ở giờ ở đâu? Hi gan. Hết cay. Ây da, trời ơi, đang chụp vô lửa quýnh mình đó. Chưa che vậy. Ê, chứ nó không được đâu nha. Trời ơi, chưa kịp lên nước. Chưa kịp lên bị hắc khứ hay quân trội chính nước đây rồi. Mày quá là được trên chứ cao. Mày hả bưởi. Em ra cho mày đi nè. Còn có hai kia bây giờ giả, nó giả kìa quá. Sao rồi? Nhưng mà
tô chui nước làm gì bạn? Trời, chui nước làm gì à? Được rồi, đại thế thì mình cho gọi cho tôi lên đây. Đang bị kẹt cái nước à, cùi về chiếc nhà quỷ liêm lên được à, tạm biệt. Chưa chết luôn hả? Rồi rớt nước, quá là non, quá là non, quá là non, bị rớt nước. Ủa nhưng mà tôi ăn trái quỷ hả ta? Trái quỷ Yago là gì vậy? Cái sao chút nước mất máu nhỉ? Đâu có nhát quỷ, mình nhớ đâu có nhát quỷ đâu sống máu nha. Bà mày dám 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 liều à? Cái còn rương vàng, rương vàng, rương vàng, từ rương vàng chắc nha. Thấy rồi, rương vàng của mình. Trời ơi, cho tôi lên, cho tôi lên, cho tôi lên. Trời, nhà tôi giờ mình muốn đại, giờ mình cảm giác mình mạnh dữ vậy trời. Mở rương. Phải tính ra được gì luôn á. Trời ơi, không được cái gì luôn á. Không được một trái quỷ cùi luôn á. Cầm cóc hết rồi. Thôi được rồi, bữa sau chúng ta sẽ đi tiêu diệt rau trắng. Hôm nay là quýnh A Long với là Yamato mọi người. A Long mà cảm giác giờ quá yếu rồi, giờ sức mạnh của mình kiểu lên nhiều quá, mình quýnh kiểu quýnh nhiều quá rồi, bây giờ cấp cấp nó cao quá rồi, thành ra là quýnh mấy thằng mạnh ban đầu thì cũng nhiều, nó quá là đơn giản. Nên là bây giờ là chỉ có quýnh boss thôi các bạn ơi. Rồi, video sau mình sẽ tiếp tục nha. Rồi, video này thì mình sẽ dừng lại đây, mọi người đừng quên là bấm like theo dõi nha mọi người ơi.